Để vừa mua sắt mua hồ mộng á. Sắt. Trời ơi. Sao vậy? Tiền bạc là vật ngoài thân. Tiền bạc không có nghĩa lý gì cả. Thì tiền bạc là vật ngoài thân tôi mới mượn nè. Ước mình cùng bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng Vion. Thôi mình thử nha. Bây giờ mình vào chạy đường dây luôn đi. Mình thử này rồi. Làm này là theo cái cảm hứng, cái cảm giác. Cái ước mơ của tôi là mở quán nhậu trên thành phố. Nghe nói cái trận á nhiều khách, bán có tiền dữ lắm. Tôi dọn đi liền. Trên đường đi tự nhiên tôi chóng mặt, muốn xỉu luôn á. Mai sao gặp bà qua. Bà nói tôi trúng gió, bà mê hai lá thuốc ở nhà bà xong đó, bà bắt tôi xong. Sao, được không? Cảm ơn bà. Sao vậy? Bị gì hả? Sao xong hơi mà mồ hôi nó không đổ, mà nước mắt tôi nó chảy hoài vậy đó. Cái cha. Tôi có gà trống, nó bị tương tư, nó chết. Lúc tôi làm lông nó, nước mắt tôi chảy hoài à. Tôi thấy cuộc đời của nó sẽ giống số phận tôi quá. Con gà mái đeo hoài không dính. Ông ấy vô nhà, dắt xe vô nhà nói chuyện chút đi. Tôi đang mệt, nhưng mà tình yêu mà cỡ nào cũng chơi á. Tôi cảm động quá à. Lần đầu tiên có một người phụ nữ lo lắng cho tôi. Tôi chịu không có nổi. Hôm ấy qua dọn về chung sống với tôi luôn đi. Để hàng ngày mình lo lắng cho nhau, mình nương tựa nhau. Qua ơi, Qua đồng ý nha Qua. Ông muốn tôi về sống với ông hả? Muốn. Tôi muốn 30 triệu. Tôi muốn 30 triệu. Để vừa mua sắt mua hồ mộng á. Trời ơi. Sao vậy? Tiền bạc là vật ngoài thân. Tiền bạc không có nghĩa lý gì cả. Thì tiền bạc là vật ngoài thân tôi mới mượn nè. Mượn chi tới 30 triệu lận. Tôi thì còn thằng Tuấn. Bây giờ muốn về sống chung với ông tôi phải lo cho nó ra riêng. Phải chuẩn bị vốn cho nó làm ăn. Rồi nó xong xuôi rồi tôi mới về tôi lo cho ông được chứ. Đúng rồi. Chết đâu có mang theo. Đúng rồi. Tiền bạc là vật ngoại thân mà. Ừ. Cho nên quán không có tiền. Là không có tiền hả? Có. Rồi có là bao nhiêu, khi nào có? Mai có. Bao nhiêu? 1 triệu. Hiểu tại sao con gà trống nó chết rồi. Ha. Nó cả trớn quá đó, gà mái mổ nó chết đó. Để tôi vét tiền quán nữa chắc cũng được 1 triệu mốt. Tiền bạc là vật ngoại thân. Đúng rồi. Trai gái cũng là vật ngoại thân luôn đi. Qua. Mùa gái mà chùm sò. Qua ơi. Xong ngày lúc đó. Vậy là anh quyến luyến cái nồi nước sông, cho nên anh bỏ ý định xa xứ đó hả? Mà xong đâu có hết đâu. Tại tôi bị đau hoa tử mà. Xong sao hết. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.